Chuyện tình dù đúng hay sai, người subscribe vẫn phải là người xem. Và bấm chuông nữa. Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ được mở hộp một siêu phẩm mới của Huawei là Huawei Mate 10 chờ đợi bao lâu nay. Và sản phẩm này thì mình mượn ở Kim Mobile. Hiện tại thì giá của Huawei Mate 10 là khoảng 16 triệu hơn và gần 17 triệu. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp luôn em nó và nhìn bề ngoài hộp này thì đúng là một siêu phẩm rồi. Nhìn hộp rất là chắc chắn và đẹp. Trong này thì chúng ta sẽ có luôn nhân vật chính là Huawei Mate 10, phiên bản này là màu đen. Ở dưới này sẽ đã có khoe chọc SIM này và có sách hướng dẫn sử dụng. Chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái ốp silicone nữa. Đây là cáp sạc USB Type-C này, một cái tai nghe, và tai nghe này thì nhìn trông khá giống tai nghe của iPhone, và một củ sạc nhanh Supercharge nữa, rất là to. Và lần đầu tiên khi mà sờ vào em Huawei Mate 10 này thì thực sự mình có hai ấn tượng cực kỳ mạnh. Thứ nhất là về vẻ ngoài của em Mate 10, thực sự nó rất là bóng bẩy với một cái mặt kính và sáng bóng luôn. Tuy nhiên là nhược điểm thì mặt kính này lại khá bám mồ hôi và vân tay. Bên cạnh đó thì cảm giác cầm nắm khá là thoải mái vì các cạnh bo cong mềm mại và máy khá mỏng so với một viên pin 4000mAh. Và mặt sau thì các bạn có thể thấy nổi bật nhất là một cụm camera tròn tròn nhỏ nhỏ xinh xinh, camera kép và có cả đèn flash LED, nói chung là bố trí rất là hợp lý và đẹp mắt. Ấn tượng thứ hai của mình đến từ mặt trước, chúng ta có một cái màn hình hiển thị phải gọi là quá đã luôn, nó rất là to. Kích thước màn hình là 5,9 inch và độ phân giải của Mate 10 đã được nâng lên là 2K. Các bạn có thể nhìn thấy là chất lượng hiển thị trên màn hình này cực kỳ sắc nét, màu sắc thì đẹp. Tuy nhiên là ở những cái màu đen thì mình thấy là chưa được sâu cho lắm, bởi vì là màn hình sử dụng tấm nền là IPS LCD. Và một cái nhược điểm nữa mình nghĩ rằng nó khiến cho màn hình trở nên to hơn là nó sử dụng cái tỷ lệ là 16:9. Nên là máy này màn hình kích thước 5,9 inch nhưng mà nó lại khá là to bề ngang. Và bạn nào mà tay to ấy thì vẫn sử dụng thoải mái, tuy nhiên là tay bé như mình thì không cân nổi. Và đặc biệt thì với cái màn hình này mình nhìn thấy là hiển thị đã, bởi vì là nó viền màn hình dường như là quá mỏng và gần như là không có luôn. Các bạn có thể thấy là phía cạnh trên và cạnh dưới được Huawei tối giản diện tích. Huawei đã lược bỏ hai cái phím điều hướng ở phía dưới và chỉ còn giữ lại duy nhất một phím này, thì là vừa là nút vân tay này, vừa tích hợp ba chức năng của ba phím điều hướng luôn. Điểm đặc biệt khi mà Huawei Mate 10 mới ra mắt, nó nhấn mạnh là sở hữu con chip Kirin 970 và nó tập trung vào trí thông minh nhân tạo AI. Và cái trí thông minh nhân tạo AI này nó thể hiện qua cái camera kép của chúng ta. Cụ thể thì Huawei Mate 10 sở hữu hai camera, một camera độ phân giải 20MP chỉ chuyên chụp ảnh đen trắng và một camera 12MP chụp ảnh màu. Khẩu độ của hai camera này là 1.6, phải nói rằng khẩu độ lớn nhất trên smartphone hiện nay, và thậm chí một vài sản phẩm như là iPhone cao cấp nhất cũng chưa được trang bị tới khẩu độ cao như thế này, và chất lượng thu sáng của nó thực sự là rất tốt. Cái trí thông minh nhân tạo nó thể hiện ngay ở cái phần chụp hình camera. Nó sẽ cho phép các bạn là tự điều chỉnh khi mà bạn hướng tới một đối tượng là chụp người hay là chụp cảnh, để có thể giúp các bạn có những cái bức hình tốt hơn, màu sắc và chi tiết chuẩn xác hơn. Cái trí thông minh nhân tạo AI này thể hiện ở camera thì mình nghĩ rằng sẽ phải trải nghiệm thêm một thời gian dài nữa. Và bên cạnh đó thì Huawei Mate 10 sở hữu một camera selfie với độ phân giải là 8MP. Thực sự camera selfie này mình khá là ấn tượng. Nó có trang bị chế độ làm đẹp gương mặt này lên tới 10 cấp độ và có cả chụp ảnh lấy nét selfie xóa phông luôn. Có cả chế độ chụp live photo như ở trên iPhone. Nhưng mà nếu mà so về chất lượng ảnh chụp selfie thì mình không thích là cái ảnh chụp nó quá là ảo diệu và cả mặt mịn, rồi là nhìn trông mình thích sự chân thực hơn. Huawei Mate 10 được nâng lên Android 8.0 mới nhất hiện nay và có sử dụng giao diện là MIUI 8. Và máy có hỗ trợ 2 SIM này và các bạn sẽ có cái cổng sạc tiện lợi USB Type-C. Tóm lại là đây là tất cả những gì mình nói qua về chiếc điện thoại Huawei Mate 10, một siêu phẩm mới của Huawei, và nó có mức giá là gần 17 triệu. Các bạn đánh giá như thế nào về sản phẩm này? Thực sự thì mình rất là ấn tượng về thiết kế và cái màn hình hiển thị cùng với cả cái camera kép nhỏ nhỏ xinh xinh đây. Nếu như anh em nào mà có nhu cầu tham khảo giá thì có thể tham khảo link phía dưới. Kim Mobile đang bán với mức giá là gần 17 triệu nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nhớ để lại comment để mình có thể biết ý kiến của bạn nhé. Bye bye.